Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Gia Bảo Luxury. Hôm nay chúng ta cùng trên tay và đánh giá chiếc đồng hồ lặn Omega Seamaster Professional này nhé. Các bạn có thể sở hữu chiếc đồng hồ này bằng cách truy cập vào website chính thức của chúng tôi giabaoluxury.com để biết thêm thông tin chi tiết. Và điểm qua một chút về lịch sử của chiếc đồng hồ này thì những năm 1990, những cái chiếc đồng hồ đầu tiên Omega Seamaster Professional 300m thì được sử dụng bởi những điệp viên 007 rất nổi tiếng của chúng ta, đến mức mà chiếc đồng hồ này được có một cái biệt danh đó là đồng hồ của điệp viên. Đây, như các bạn đang thấy trên tay tôi, đó chính là một chiếc Omega Seamaster Professional 300m và với cái kích thước là 41mm đường kính mặt, dày 12,5mm và kích thước hai tay càng này là 47,5mm. Thì cái kích cỡ của chiếc Omega Seamaster Professional này khá là vừa vặn với những người có cổ tay từ 16cm trở lên. Như tay tôi đây, là cổ tay tôi là 16,7. Thì bây giờ tôi sẽ thử đeo lên cho các bạn xem. Đó, như các bạn đã thấy, khá là vừa vặn vào ôm tay. Cũng là do một phần cái thiết kế tay càng của chiếc đồng hồ này là thiết kế ôm vát, thế nên là khi đeo rất là ôm tay, kể cả với những cái bạn có cổ tay nhỏ hơn 16 một chút thì cũng không phải bận tâm lắm đâu. Theo tôi thì cái chiếc đồng hồ này hợp với rất nhiều cái loại trang phục, vì khó khăn kết hợp đồ nhất đó là những bộ vest, thì nó cũng đã xuất hiện thường xuyên trên tay của James Bond trong các cái tập phim đó. Như các bạn thấy, thiết kế diver của chiếc này thì nó khá là uyển chuyển, mềm mại, nó không bị cục mịch như những thứ khác. Đấy, các bạn, như các bạn đang thấy đây là chiếc đồng hồ Omega size 4, đường kính mặt 41, trên cổ tay tôi 16,7cm. Tiếp đến thì là phần dây của chiếc đồng hồ này, thì dây kim loại này cũng đã được cải thiện với cái độ hoàn thiện so với phiên bản cũ, thay đổi một chút về cái cách trang trí và trình bày. Đây, tôi sẽ mở ra để cho các bạn xem kỹ hơn. Các cái chốt thì được thay thế bằng chốt vít vặn để nó được tiện dụng và nó chắc chắn hơn. Và khóa của chiếc đồng hồ này thì so với bản cũ đã hiện đại hơn rất nhiều, và để nó thực sự là dành những người nhái chuyên nghiệp ấy, thì Omega Seamaster Professional 300 này cũng đã nới rộng cái dây này ra bằng một cái khóa mở. Đây, bạn ấn xuống này, đấy, như bạn đang thấy, một cái mở rộng dây để người ta có thể đưa tay vào một cách dễ dàng hơn. Xong bắt đầu mình ấn khóa này đó, và bắt đầu mình ấn khóa. Đấy, các bạn có thể ấn khóa đây. Và máy của chiếc đồng hồ này chính là Calibre 2500, có sở hữu cái bộ thoát nổi tiếng của ngài Daniel, đó chính là bộ thoát Coiso, và tôi sẽ chỉ cho các bạn ngay sau đây. Và đây thường thì đây cái bộ thoát bình thường, đây là bộ thoát bình thường với ngựa và bánh xe gai. Đây là được bố trí ngựa và bánh xe gai như những cỗ máy đồng hồ bình thường. Đây, còn ở dưới đấy chính là cái cơ chế Coiso của Omega. Đây, như các bạn đang thấy, thay thế con ngựa của cỗ máy 2500 này cũng khác này. Bánh xe gai của Omega là được kết hợp giữa hai bánh xe gai. Đây, như các bạn đang thấy, cái mục đích của cái cỗ máy 2500 này là để chống ăn mòn, chống mài mòn. Đó, như các bạn đang thấy, phức tạp hơn cái bộ thoát của những chiếc đồng hồ bình thường rất là nhiều. Chiếc đồng hồ này đây, như các bạn đang thấy, tôi sẽ thử chỉnh giờ nhé, chả chỉnh ngày trước này. Đấy, cơ chế chỉnh ngày nhanh rồi, và tiếp đến là chỉnh giờ hai nấc. Chỉnh giờ rất là mượt mà. Và sau đây thì tôi xin so sánh một chút với phiên bản Omega Seamaster Professional 300 phiên bản năm 2006. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi từ vành bezel. Đây, như các bạn đang thấy, từ năm 2014, cái vành bezel của Seamaster 300 này thì được làm từ vành bezel, làm cái chất liệu vành bezel ấy được làm từ gốm ceramic,
giống như các phiên bản Seamaster khác. Thì cái ưu điểm của cái vành bezel ceramic này thì nó là hạn chế và chống được xước, làm cho những cái ví dụ như là cái va quệt nhẹ thì là sẽ không bị xước ở lên trên cái vành bezel này. So với cái bản cũ những năm 2006 thì vành bezel là bằng nhôm xong rồi sơn, thế nên là những cái va chạm rất là nhẹ hoặc là những va chạm bình thường có thể là làm xước, gây đến cái kết quả là mất thẩm mỹ cái vành bezel này của chiếc đồng hồ. Chữ số ở trên đồng hồ mới, phiên bản mới thì nó to và dẹt hơn. Đây như các bạn đang thấy, to và dẹt hơn, to và dẹt. Lịch ngày ở phiên bản mới này thì là lịch lịch trắng trên nền tối, còn khác đó là khác so với phiên bản cũ. Đó, các bạn có thể nhìn được phần ô lịch ngày này. Về tổng thể phần mặt số thì phiên bản cũ nó là mặt vân sóng đây, như các bạn đang thấy ở phiên bản cũ nó là mặt vân sóng, còn ở bản thường này thì là mặt trơn hoàn toàn bộ, là một mặt trơn thôi, không có vân sóng gì cả, trừ những phiên bản đặc biệt thì có thể là sẽ có một số cái họa tiết trang trí thêm, nhưng bản này với bản đời mới này thì không có vân sóng. Cái logo của Omega và cái biểu tượng Omega đây thì được dập nổi. Theo tôi thấy thì đây là một cái điểm nhấn khá là đẹp và là khác với bản cũ chỉ là dùng mực in. Cái phiên bản cũ ấy, thì dùng mực in thì tôi thấy là không bền so với thời gian. Tuy nhiên là với phiên bản mới này, bằng cách là dập nổi cái logo và logo của thương hiệu như là cái tên thương hiệu thì sẽ làm cho chiếc đồng hồ này nó mặt số nó sẽ bền hơn so với thời gian. Tiếp đến là phần cọc số thì như các bạn đang thấy đây, đây là phần cọc số. Đây là phiên bản mới. Quanh các cái vành ô Luminous thì có một cái vành kim loại, một cái vành kim loại để bao quanh. Còn với phiên bản cũ thì nó là mực trắng nổi, bo viền vào. Đấy. Tôi thì đã chứng kiến một chiếc đồng hồ nó bị bay hết mực và dạ quang, thế nên là nhìn mặt số đồng hồ gần như là mất hết đi. Gần nên là cái mặt số đồng hồ của cái chiếc đồng hồ đó ấy, nó rất là xấu rồi, nó xuống rồi. Thế nên là cái đồng hồ nó bị giảm giá trị theo. Đấy. Omega thì cũng đã rất cẩn thận khi làm cái bo viền bằng kim loại này thì hạn chế cái trường hợp đấy xảy ra. Nếu trong cái trường hợp mà bị nước vào thì cái mực cũng như là cái luminous đấy có thể là bị trôi hết đi rất là nhanh thôi. Theo tôi nhận nhận định ấy, nói chung là về nhận định về cái mặt số thì hai chiếc đồng hồ bản cũ và bản mới đều có nhược ưu điểm riêng của nó. Ví dụ như bản cũ năm 2006 thì cái mặt nổi vân sóng 3D đấy là một cái ưu điểm mà theo tôi là Omega đã rất là kỳ công trau chuốt cho chiếc đồng hồ đó, và đáng tiếc là ở phiên bản mới này thì nó không có cái mặt vân sóng đấy nữa. Tuy nhiên là nó đã thay bằng cái logo và tên thương hiệu dập nổi, cùng với đó là ở dưới là một chữ dòng chữ Seamaster 300, Seamaster thôi, Seamaster màu đỏ. Thế nên là cả cái cụm chữ này ở trên mặt số ở chiếc Omega đời mới làm cái đồng hồ nó nổi bật hơn, nó có điểm nhấn hơn. Về cái bố cục thì tôi nghiêng về chiếc Omega Seamaster đời mới. Đó. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi về dây của chiếc đồng hồ này so với bản cũ. Thực tế là dây của chiếc đồng hồ này so với bản cũ thì không có khác là nhiều. Chỉ có khác một điểm duy nhất, đó là ở bản cũ ấy, thì Omega đã cho độ hoàn thiện cho làm xước hết tất cả cái dây. Nhưng ở bản mới thì là đây như các bạn đang thấy, ở dọc chỉ có làm xước ở dọc của các cái mắt nhỏ này thôi. Còn lại là hai bên nhỏ này, hai bên mắt này thì vẫn là đánh bóng trơn vào toàn bộ chứ không làm xước. Đây như các bạn đang thấy. Đây. Xước ở giữa hai bên là đánh bóng. Và tiếp đến là phần khóa, khóa của Omega đời mới đây. Như ở bản cũ thì là sẽ có một dòng chữ một thêm một dòng chữ nhỏ nữa ở đây nữa, nhưng mà bản mới thì không còn nữa, chỉ có đánh bóng và in ở trên này là biểu tượng và tên của thương hiệu. Nhìn chung thì cái phiên bản mới bây giờ, hiện tại bây giờ và cái bản cũ năm 2006 thì nó không có sự thay đổi nhiều, vẫn là cái dáng từ thuở sơ khai với cái núm vặn Heli góc 10 giờ, đặc điểm nhận diện đấy, của chiếc Omega James Bond này kiểu như vậy. Tuy nhiên là chỉ có một số cái thay đổi, một số cái điểm nhấn mà như tôi vừa phân tích
Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn, hãy like, share, subscribe và comment video này ở ngay dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn.